tạo cho em một sự bất ngờ rất lớn. Xin em hãy nhìn mắt lại. Em yêu, mở mắt ra đi. Em có muốn làm vợ anh không? Mày có thích vợ tao không? Nói! Nói tôi! Cô là đồ khốn nạn! Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường đối với ta. Duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù mới làm ta thích thú. Anh kêu phải trả giá! Anh kêu! Lên! Trời. Cái mẹ mày.